mùa hè chỉ mới bắt đầu. Thường thì tháng 8 mình sẽ về Việt Nam, nhưng đợt này nếu về thì mình chỉ kịp du lịch trong khu cách ly. Và cũng phức tạp nếu mình đi qua nước khác chơi. Vậy không còn điểm đến nào thuyết phục hơn là những nơi mình chưa từng ghé qua ở chính đất nước hình lục lăng này. Hành trình dự định của bọn mình trong các ngày tới sẽ là Bordeaux và các vùng lân cận như Arcachon và Biarritz. Quyển sổ này Khanh tặng mình. Mình phải trả lời mỗi ngày một câu hỏi liên tiếp trong 5 năm để xem mình có thay đổi gì không hay là vẫn dầm dít như thế. Đến Bordeaux, bọn mình đi mua vé xe để đi về khách sạn. May bán vé bị tắc, nhưng sau đó thì lại nhả ra một đống vé. Thế là hai chị mua sau mình, chia cho mình khoảng 20 vé gì đấy. Rồi mình chỉ ở đây có 5 ngày thôi. Bọn mình về khách sạn để cất đồ, sau đó đi ăn trưa và bắt đầu hành trình khám phá Bordeaux. Bordeaux là thành phố của Natasha lớn lên, cho nên là mình đã rất mong chờ xem nó như thế nào. Nằm về phía tây nam nước Pháp, một thành phố cảng bên sông Garonne, Bordeaux nho nhỏ xinh xinh, những ngôi nhà mang màu sắc cũ kỹ và trầm mặc. Ở đây mọi người di chuyển chủ yếu bằng tramway, bus. Bất ngờ là Bordeaux có số lượng các di tích lịch sử được bảo tồn nhiều nhất so với các thành phố khác ở Pháp, chỉ sau Paris mà thôi. Mình để ý thấy người Bordeaux dám nắng cực. Mình thường thấy họ trong trạng thái YOLO rong ruổi trên xe đạp hay là trượt ván. Có một điều nho nhỏ buồn cười là thay vì tìm một chỗ cao hơn mặt đường để đặt mông vào, có vẻ người dân ở đây lại thích ngồi bệt xuống đất. Đương nhiên là lúc này thì mình không dám quay. Gần như là nắng quá các bạn ơi, bọn mình sắp trở thành hai con mực một nắng. Các bạn, bọn mình đang ở Mi Hoa Đô. Đây là nơi bọn trẻ con cửa trần cửa chuồng xong rồi chơi bắn súng nước, nó chơi như kiểu trên bãi biển ấy. Thực ra Miroir d'eau đơn thuần là nơi có nhiều vòi phun nước và nước đọng lại trên mặt đá granite. Lâu lâu nước sẽ phun lên một lần để mặt nước cao đủ 2 cm. Vì đây là đôi giày duy nhất của bọn mình mang theo và mai phải đi đạp xe nữa, nên mình phải đợi nước cạn bớt thì mới dám nhảy vào chơi. Em có gia đình kia là khán giả. Đây có lẽ là địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Bordeaux và cũng là địa điểm nổi tiếng nhất. Mọi người chơi trong làn nước mát, trẻ con vui, người lớn cũng vui. Vì đói quá rồi nên bọn mình tiện ra hàng sushi băng chuyền gần đấy để ăn. Y như dự đoán thì vì có dịch nên chỗ này vắng hoe. Thank you.
Ăn no rồi thì đi dạo phố đêm, bọn mình quay lại Miguardo chơi, buổi tối thì còn đẹp hơn nữa. Mới được xây dựng tròn 20 năm tuổi, nhưng mặt gương nước loang loáng này lại tôn lên gấp đôi vẻ đẹp của công trình hoành tráng mang tuổi đời đến tận 3 thế kỷ là Place de la Bourse ở phía đối diện. Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ, bọn mình đi tàu đến Arcachon, sau đó đi thuê xe đạp để đi đến Dune du Pilat, đụn cát cao nhất châu Âu. Vấn đề là ai cũng có ý tưởng lớn như vậy thì phải, cho nên bọn mình đợi mút chỉ mà có thể thuê được xe. Vấn đề tiếp theo đó là mình muốn thuê cái xe đạp đôi hai người cho nó xến sầu lãng mạn. Nhưng mà nó cao quá, và dù chỉnh cái yên xuống thấp nhất có thể mà chú rể vẫn không chống chân được. Thế là bọn mình chuyển sang hai xe. Vấn đề tiếp theo nữa, đó là mình không nhớ nổi lần cuối mình đi xe đạp là bao giờ, thế là mình phải tập lại một chút. May mắn là có những điều não bộ bạn sẽ không quên, cho dù bạn có cá vàng đến đâu đi chăng nữa. Hồi còn bé bé, mình bắt đầu đi xe đạp tới năm lớp 4, cùng với mấy đứa bạn cùng trường cấp 1, cũng là mấy đứa gần nhà mình. Chúng mình đạp bao nhiêu là vòng xung quanh khu, không phải là để đua xe mà cũng chẳng có đích đến, cứ đi vòng vòng thôi, lúc đạp xe thì cũng có nói chuyện gì với nhau mấy đâu. Thế mà không hiểu sao cứ tan học thì tất cả lại tót về lấy xe để đi với nhau, dù là bình thường thì bọn mình đều đi bộ đến trường. Đến giờ mình cũng chưa hiểu rõ tại sao đi xe đạp lại cho cái thú như thế. Có lẽ là gió táp vào mặt mát mát, đi nhanh hơn đi bộ mà vẫn ngắm được cảnh trăng. Bố mình cũng là một người rất thích đi xe đạp đường dài. Bố thường đạp ra một chỗ xa tít để uống bia với bạn bè, chắc là để mẹ mình không nhìn thấy. Einstein đã bảo, cuộc sống giống như lái một chiếc xe đạp vậy, để giữ thăng bằng thì bạn phải tiếp tục di chuyển. Chỗ này dốc quá, thế là mình phải dắt đi. Có mấy người cũng dắt đi, không phải mỗi mình dắt đâu. Cuối cùng thì bọn mình cũng đến Dune du Pilat. Đi trên cát không hề dễ tí nào, cát phía dưới thì mát nhưng phía trên lại nóng rẫy. Cởi giày thì rát chân mà đi giày thì cát lại chui vào trong, sao lại còn rất mỏi chân nữa. Vì cát này khô, mịn nên nó cứ lún mãi. Mình thực sự nản khi phải trèo lên cái cồn cát cao nhất châu Âu này, may mà có mấy bậc thang ở kia để trèo lên. Lại ra phải tháo giày, nhưng mà lại sợ sức chân. Những bậc thang này không dẫn lên thiên đường, nhưng cũng dẫn bọn mình đến một nơi như sa mạc nhỏ. Có một bên là biển, một bên là rừng bạt ngàn tít tắp siêu đẹp. Nếu mà rừng có núi nữa, thì Lạc Long Quân và Âu Cơ có thể sinh trăm người con ở đây để sum họp cho tiện rồi. Lúc chưa tìm hiểu thì mình cá chắc nó là đồ nhân tạo, nhưng không, là tự nhiên 100%, được hình thành qua nhiều thế kỷ. Hiện nay nó vẫn không ngừng di chuyển và đang dần dần tiến lại khu rừng do tác động của gió và thủy triều.
In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go, you leave me here all alone. I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, waiting, waiting. I call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Trả tiền bữa tối. Ừ. Ừ, trên này gì? Em chưa biết, em vừa tháo ra, vừa nãy nó ở chung với nhau, bây giờ em không biết cái nào của ai. Ok. Anh em mở thử của em trước. Yes. Thôi chết rồi. Em không muốn trả tiền đó. Thế thì bây giờ anh phải chọn quà đúng không? Cho tôi sơn hào hải vị nhất ở cái vùng này. Sau khi tập thể dục bên bãi biển, tay bị sưng phồng. Kinh quá, thì em thấy chân nó không nột nà gì cả ấy. Ủa, mình gái đạp bao nhiêu cây số? 12 cây nhân 2. 24 cây. Ủa, mình chỉ đạp có 24 cây thôi em. Sao em cảm giác rất là vất vả. Cuối cùng thì sơn hào hải vị của chú rể chỉ là một người mua frit. Là chai ăn cùng với khoai tây chiên. Từ đầu hè giờ em chưa ăn cái gì mùi ngon này. À. Nó vừa chua nó vừa bơ. Có một người nói trên TripAdvisor rằng cái hàng piment noir này bản mâm frit ngon nhất ở Arcachon. Không biết có nhất thật không, nhưng mà thực sự là ngon nhất trong tất cả những nồi chai mà mình từng ăn trước đến nay. Đậm sốt nhà làm vô cùng ngon, khiến mình đã hết được cả một nồi to mà không cần phải nhờ đến chú rể giúp như mọi khi. Như đã hứa thì em đã trả tiền. Ừ. Anh no bụng không? Anh không. À? Cái gì? Anh no bụng. Anh no bụng không? Anh no. Anh đi chậm nó không dão bụng. Kết thúc một ngày ở Arcachon, một ngày là quá ngắn để tìm hiểu về thị trấn ven biển xinh đẹp này. Chắc hẳn là mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa. Ông già còng đi đâu đi?